Kính chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý trên kênh VTC16. Thưa quý vị, hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo là khoảng đêm mai, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực phía Đông Bắc Bộ. Và riêng thủ đô Hà Nội thì có nơi có mưa dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 28 tháng 3, trời chuyển mát với nền nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 20 đến 22 độ. Do ảnh hưởng của rìa nam rãnh áp thấp bị nén sau chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ chiều tối mai, các tỉnh vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông và đến ngày 27, ngày 28, mưa dông mở rộng ra các nơi khác ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa. Cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cũng từ đêm mai, gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 2, cấp 3. Ở vịnh Bắc Bộ, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động. Các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa trở vào cho đến Bình Thuận. Ngày mai, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, nên ngày nắng tới chiều tối sẽ có mưa rào và dông ở một vài nơi. Trong cơn dông, đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cuối cùng sẽ là những thông tin thời tiết đáng chú ý tại các vùng vào ngày mai. Kính mời quý vị cùng theo dõi.